Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Đoàn Công an tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc thăm và làm việc với Công an Lâm Đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự phá chuyên án mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cuối chuyên mục là phóng sự, Lâm Hà sẵn sàng cho một vụ cà phê an toàn. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Sáng ngày 4 tháng 12, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước, sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Báo cáo của Bộ Công an nhấn mạnh, triển khai chỉ thị của Bộ trưởng, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố đã phối hợp cùng các ngành chức năng xây dựng và triển khai nhiều biện pháp đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông. Hiện cả nước có trên 16.000 mô hình nhân dân tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã lập biên bản xử lý trên 13 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 8.000 tỷ đồng. Tại Lâm Đồng, trong 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 200.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 120 tỷ đồng. Cũng trong 3 năm này, toàn tỉnh xảy ra 633 vụ tai nạn giao thông, làm chết 414 người, 469 người bị thương, giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương so với 3 năm trước đó. Phát biểu chỉ đạo định hướng trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đã yêu cầu toàn lực lượng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tham nhũng vặt trong lực lượng cảnh sát giao thông, phối hợp cùng các cấp, ngành bằng mọi biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, quyết tâm không để tai nạn giao thông trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi ra đường. Sáng ngày 28 tháng 11, trong chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn đại biểu Công an tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, tội phạm công nghệ cao. Đồng chí Vương Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tứ Xuyên đã cảm ơn Công an tỉnh Lâm Đồng đã dành cho đoàn sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo. Đồng thời mong muốn Công an hai tỉnh Lâm Đồng và Tứ Xuyên tiếp tục hợp tác nhiều hơn nữa trong công tác đấu tranh với tội phạm, tiếp tục thắt chặt và nâng cao mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Được biết, trong thời gian qua, lực lượng Công an hai tỉnh Lâm Đồng và Tứ Xuyên có quan hệ hợp tác tốt trên nhiều lĩnh vực, thường xuyên cử các đoàn công tác thăm học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Vừa qua, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật cho hơn 20 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn và các vùng lân cận. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã giải đáp một số thắc mắc của các doanh nghiệp, nhất là vấn đề đậu đỗ xe đón trả khách tại các tuyến đường. Qua đó, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, đồng thời cho các doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật trong kinh doanh vận tải hành khách. Được biết, thời gian qua, một số nhà xe tự ý lập bến cóc ngay tại văn phòng, đón trả khách không đúng nơi quy định, ảnh hưởng tới hoạt động lưu thông của người dân và du khách. Không những thế, vẫn còn nhiều xe khách chạy không đúng tuyến đã đăng ký, dừng đỗ, lấn chiếm lòng lề đường, chạy lấn làn đường, gây bức xúc trong nhân dân. Tại huyện Đam Rông, Công an tỉnh vừa phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội và Đoàn Thanh niên huyện Đam Rông tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tại buổi tuyên truyền, đoàn thanh niên đã được thông tin về phương thức, thủ đoạn và tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, luật phòng chống mua bán người, chính sách hỗ trợ nạn nhân và xem các tiểu phẩm tình huống giả định cũng như có thật ở ngoài đời để đoàn viên thanh niên cảnh giác, đề phòng trước những thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm, tích cực tham gia phòng chống tội phạm mua bán người, kịp thời phát hiện và báo ngay cho lực lượng chức năng những hiện tượng nghi vấn để có biện pháp xử lý. Vừa qua, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về an ninh trật tự. Theo đánh giá, kể từ khi triển khai thực hiện thông tư số 05/2015 của Bộ Công an quy định về cảnh sát khu vực, lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã,
Công an thành phố Đà Lạt đã có những chuyển biến tích cực, kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt, cảnh sát khu vực đa số tuổi đời còn trẻ, chưa có kinh nghiệm thực tế, đồng thời một số đồng chí chưa qua nghiệp vụ quản lý hành chính nên gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cảnh sát khu vực. Với đặc thù là địa bàn du lịch, có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, bệnh viện, cơ quan kinh doanh có điều kiện nên kéo theo một lượng lớn người dân đến sinh sống làm ăn học tập và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Công an thành phố Đà Lạt đã yêu cầu lực lượng cảnh sát khu vực phải chú trọng công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình trên các mặt công tác công an, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn. Thực hiện kế hoạch đấu tranh với các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tối ngày 22 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt quả tang 3 đối tượng, Phạm Văn Tài, Nguyễn Minh Tuấn cùng trú tại huyện Lâm Hà và Hồ Thế Quyền trú tại tỉnh Đắk Lắk đang mang một khẩu súng quân dụng Glock 19 cùng 55 viên đạn vừa mua từ thành phố Hồ Chí Minh về Lâm Đồng. Mở rộng điều tra, ngày 26 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệu tập Đỗ Danh Hiển, giáo viên một trường trung học cơ sở tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kiêm huấn luyện viên bắn súng tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh để làm việc. Trưa cùng ngày, đối tượng Phạm Lâm Anh Tuấn trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã bị giữ khẩn cấp để điều tra. Đây là đối tượng được Hiển môi giới bán khẩu súng Glock 19 cho nhóm của Tài với giá 120 triệu đồng. Khuya ngày 27 tháng 11, các trinh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp căn hộ của anh Tuấn và thu được 17 khẩu súng các loại, nhiều đạn cùng các phụ kiện của súng. Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 11 năm 2018, Tài nhờ Quyền tìm mua giùm súng để phòng thân, sau đó Quyền nhờ Hiển tìm mua hộ và Hiển tiếp tục giới thiệu Tuấn Anh bán súng cho nhóm của Tài. Vụ mua bán được thực hiện chót lọt trong sáng ngày 22 tháng 11, khi nhóm của Tài trên đường mang súng về Lâm Đồng thì bị bắt giữ. Ngày 30 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án khởi tố 5 đối tượng, Tài, Quyền, Minh Tuấn, Hiển và Anh Tuấn, về các tội danh tàn trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Được biết, băng nhóm của Tài hoạt động cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, cố ý gây thương tích không chỉ trên địa bàn huyện Lâm Hà mà còn vươn ra một số huyện lân cận. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự mở rộng điều tra. Qua công tác trinh sát, phát hiện đối tượng Nguyễn Chí Thanh trú tại C1 đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Đà Lạt đang giao bán công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội Facebook. Chiều ngày 20 tháng 11, Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Thanh và thu được nhiều bình xịt hơi cay, kiếm nhật, súng cồn tự chế, dùi cui điện. Thanh khai nhận số công cụ hỗ trợ trên do Thanh mua của một người tên Huy chưa rõ thân nhân lai lịch vào đầu tháng 8 năm 2018, sau đó giao bán trên mạng xã hội Facebook để kiếm lời. Công an thành phố Đà Lạt đã lập biên bản vụ việc và đang củng cố hồ sơ để xử lý Thanh. Công an huyện Bảo Lâm vừa triệt phá vụ án khai thác vận chuyển lâm sản trái phép và ra lệnh tạm giữ Mai Hoàng Minh trú tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, đồng thời lập hồ sơ quản lý đối với Bùi Văn Phi trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và Phan Văn Phúc trú tại xã Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc. Trước đó, vào rạng sáng ngày 23 tháng 11, Công an huyện Bảo Lâm đã mật phục tại thôn 4 xã Lộc Tân và bắt quả tang 3 đối tượng Minh, Phi và Phúc đang bốc một khối lượng gỗ lên xe ô tô. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ xe tải mang biển kiểm soát 49C05784 và 24 hộp gỗ xương gà. Khám xét nhà Minh tại thôn 16 xã Lộc Tân, lực lượng công an huyện thu thêm 16 hộp gỗ các loại, một máy cưa. Minh khai toàn bộ số gỗ được khai thác tại tiểu khu 470 giáp ranh với huyện Đạ Tẻ, sau đó đưa đến bán cho các xưởng gỗ trên địa bàn. Tháng 4 năm 2018, Minh bị công an huyện Bảo Lâm xử phạt hành chính 43 triệu đồng về hành vi khai thác lâm sản trái phép nhưng chưa đóng phạt. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử vụ án giết người cướp tài sản do bị cáo Trần Quốc Phụ, 31 tuổi, trú tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh gây ra. Theo cáo trạng, do nợ anh Võ Thành Tuấn, 27 tuổi, trú tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, một khoản tiền bị anh Tuấn đòi, xin khất không được nên trưa ngày 23 tháng 1 năm 2018, khi anh Tuấn đến nhà Vũ đòi nợ, giữa hai người đã xảy ra to tiếng. Quá trình xô xát, Vũ đã lấy sợi dây dù xiết cổ anh Tuấn, sau đó bỏ xác nạn nhân vào một thùng cát tông, dùng chính xe máy của nạn nhân chở vào vườn cà phê ở xã Tam Bố, huyện Di Linh. Trước khi chôn giấu xác nạn nhân xuống một hố cà phê, Vũ đã lấy của nạn nhân hai nhẫn vàng, 274.000 đồng, một điện thoại di động, một ví da.
tiến hành điều tra về việc anh Tuấn mất tích. Ngày 28 tháng 1, cơ quan công an đã bắt giữ Vũ. Vũ bị truy tố bởi hai tội danh giết người và cướp tài sản. Tại phiên tòa, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét hành vi của Vũ là đặc biệt nghiêm trọng, nhân thân không tốt. Năm 2015 bị công an huyện Di Linh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, năm 2008, Vũ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt 9 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Quốc Vũ mức án chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, buộc Vũ phải chấp hành hình phạt tổng hợp là chung thân, và buộc Vũ phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 239 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, chi phí mai táng và chu cấp nuôi con anh Tuấn mỗi tháng 2 triệu đồng. Thưa các đồng chí và các bạn, là một trong những huyện có diện tích cũng như sản lượng cà phê lớn của tỉnh. Hàng năm đến mùa thu hoạch, huyện Lâm Hà thu hút rất nhiều lao động từ khắp nơi trên cả nước đến làm thuê thu hoạch cà phê. Do đó, tình hình an ninh trật tự diễn ra rất phức tạp. Các đối tượng xấu thường lợi dụng sơ hở để trộm cắp, thậm chí là cướp của giết người. Để đảm bảo cho nhân dân có một vụ cà phê an toàn, Công an huyện Lâm Hà đã có nhiều bước chuẩn bị đảm bảo an ninh cho mùa vụ. Tại xã Liên Hà, mỗi năm nơi đây có hàng ngàn lao động từ khắp nơi đổ về làm thuê thu hoạch theo thời vụ. Năm nay, tuy mới chỉ bước vào đầu mùa, nhưng đã có đến hơn 100 người đến địa phương làm công. Do đặc thù công việc chỉ làm theo thời vụ, nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng truy nã hoặc lưu manh, trộm cắp lợi dụng mùa vụ đến địa bàn trốn tránh pháp luật và gây án. Trên thực tế, vào mùa thu hoạch cà phê năm 2017, địa bàn xã từng xảy ra vụ án giết người khi người làm công mâu thuẫn với chủ vườn. Để quản lý công lao động tự do được tốt thì đầu tiên tôi là phải tham mưu với đảng ủy, ủy ban cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền. Tuyên truyền là chủ yếu nhất là những người phải có giấy tờ đầy đủ, giấy tờ tùy thân. Cái thứ nhất và cái thứ hai, tuyệt đối chủ nhà không giao tài sản, không giao tài sản cho những người lao động. Tôi quản lý người là theo kinh nghiệm của mỗi người một khác, và nhà tôi thì nhà tôi vườn nhiều, tôi quản lý người là rượu chè nghiện ngập này khác là không để bao giờ xảy ra, có giờ ăn giờ ngủ giờ nghỉ đấy trong ngày và đêm hôm. Và tôi có camera, tôi theo dõi từng bước đi của những người hết về ban đêm ban ngày. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Liên Hà đã tăng cường tuyên truyền tới từng hộ dân, đặc biệt là những hộ thuê nhân công để nâng cao ý thức chấp hành luật cư trú, tự quản và cảnh giác với tội phạm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng, nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm. Em có mấy anh làm trước giới thiệu qua đây, em bảo là ở đây có chỗ làm ổn định, lương lậu họ không lừa lọc gì hết. Rồi em đến theo từ đầu năm tháng 1, rồi xuống đây làm thì gặp bạn bảo chỗ này có việc làm, thì bạn thân ấy bảo ở đây có nhận nhiều việc làm, thế thì em vô đây làm cho đến giờ luôn. Còn tại thị trấn Nam Bang, một trong những địa bàn được coi là trọng điểm cà phê của huyện, để phòng chống tội phạm lợi dụng mùa vụ, ngay từ giữa tháng 10, Công an huyện Lâm Hà đã làm việc với các cơ sở giới thiệu việc làm trên địa bàn. Một mặt hướng dẫn kỹ năng kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng tuyển dụng đảm bảo yêu cầu pháp luật. Mặt khác quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở, cũng như số lao động tự do luân chuyển liên tục trên các địa bàn. Khi mà công ty đã tuyển dụng người lao động về tới công ty rồi, thì công ty có cái phần trao đổi tư vấn rất là kỹ càng. Tuyển những người nào người xác định thiện chí nhà và phải có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Khi bàn giao người lao động là công ty có ký kết hợp đồng rất là rõ ràng và bàn giao cho người sử dụng lao động và nhắc nhở để đăng ký tạm trú tạm vắng lưu trú để tránh xảy ra những trường hợp liên quan đến pháp luật. Chỉ tính từ đầu niên vụ cà phê đến nay, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra một vụ mất trộm cà phê và lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ. Với những nỗ lực của các cấp các ngành, đặc biệt là vai trò của lực lượng công an, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã luôn được giữ vững, hứa hẹn một mùa vụ cà phê an toàn. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng.
Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!